Mọi đâu? Mọi người thấy không? Đó 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 đó. Đó. Nè. Nhảy tụm tụm nè, nè. Đó đó đó. Đó 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 đó. Đây đây đây, chú đẻ. Đó đó mọi người thấy không? Đó, đó. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn. Hôm nay mình hôm nay là thứ bảy, mình thất nghiệp rồi mọi người ơi. Mình nghỉ từ bữa thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba mình mới vô làm. Thì hôm nay mình chạy qua bên Hóc Môn á, mình mua hộp lưỡi câu. Mình sẽ đi cắm câu ếch thử coi sao nha mọi người. Đó giờ mình cũng chưa có cắm. Đây mình có mua hộp lưỡi câu đây. Đây. Mua hộp lưỡi câu. Không biết lưỡi này không biết có đúng hay không thì không biết. Thử này không thấy. À. Mua hộp luôn, hộp gì là 35.000. Với mình có ghé tiệm ấy mình mua hai ống dầu chuối và hai con cá biển. Nghe mình nó chỉ mình nghe chứ mình đó giờ mình chưa có làm nha, để mình thử coi sao nha. Rồi mình sẽ đi đốn chút thì mình tóm lưỡi câu, mình nhợ còn mình tóm lưỡi câu vô mình đi cắp thử coi có không nha mọi người. Mình đi qua bên cái hồ gốc cây của mình ngồi nó, mình sẽ cắm vòng bên đó đó, tóm hết này mình đi cắm thử. Cái gì vậy? Con gái mình nó mua con này con gì mình không biết nữa mọi người. Con gì ngộ quá, con này ăn được không? Không cha. Mình cầm gì vậy? Rồi mình đã đi tới buổi chúc rồi nha mọi người. Nắng nắng quá. Quá trời nắng. Đây nè. Chiều mình sẽ ra mình cắm theo mấy cái hồ này mọi người. Hồ này cắm dài qua bên kia. Đây mình đã vô tới tắm chút rồi. Rồi nón lên cái ta. Giờ mình sẽ đốn chút nha mọi người. Đốn chút về để mình tóm lưỡi câu. Rồi mình sẽ cột vô cây chút. Thì mình sẽ cắm nha mọi người. Mình về nha mọi người, mình đốn được mới chút là thôi mình về động mình sẽ tóm câu nha mọi người. Bây giờ mình đốn chút rồi mình về mình chặt chút ra đặng mình tóm lưỡi câu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chặt chút ra tóm lưỡi câu. Chặt ra gì đây, dao quá lục rồi. Trời đất ơi. Chặt ra. Thử coi nó sạc bữa nay. Rồi bắt đầu mình chặt chút xong rồi nha mọi người, bắt đầu mình sẽ tóm lưỡi câu và mình sẽ cuộn vô đây. Rồi dừng được rồi. Bây giờ mình chặt chút xong rồi nha mọi người.
bây giờ mình sẽ tóm lưỡi câu nha. Bây giờ mình sẽ tóm lưỡi câu. Mình tóm lưỡi câu thì mình phải mồi chỉ một cái nhang, mọi người ơi. Lưỡi câu nè, sáng mình mua đây mọi người. Chỉ bự quá vậy ta. Cái này để chấm bên đây. Cực quá mọi người, ngay giờ đúng chút lung hết trơn. Để mình cắm thử xe nào là biết liền ha mọi người. Để mình thấy ở đây thì nó cũng cỏ đồ dữ lắm, nhưng không biết có ếch hay không thì không biết. Đây một cần, được một cần mọi người ơi. Bà Tư, bà Tư ở trong nhà bà lập cục rạch. Con tốn thằng hầu cấp, đây cấp chưa, cô ếch hầu đó đây chưa có quy hoạch với con ruộng nè. Bà đâu? Bà lần sau này mới thấy bà nè. Bà lần sau này mới thấy bà về vui mà. Hầu đó ở đây có ếch không? Tụi nó hả, ở đây có ếch không? Có, tụi nó câu ếch. Không có, tụi nó cầu mấy xe chú bác ra ra đây câu ếch nè. Ếch con đầu cái bự không? Cái chuồng bò mày chặt o đó, chuồng bò nó theo câu mấy đốt thân, nước quá trời cây ra câu cái tao thấy nó đi ý tốn tao lá cái dở mấy con ếch nó bự rồi, dạ. Tao dở lên lấy nó miếng đầu luôn mà tao quát ếch ở đầu rồi nó đâu chừ. Anh em mà chở gì thôi tao bắt bà ăn quay ra ngoài á mấy ngoài thì cô tôi có tao thấy nó bắt à, bắt tao ăn quốc con, dạ. Ăn quốc con là tụi bạn sao? Tóm tóm câu có quá thì xuống ngay thủ chứ mình thấy có đâu con cũng không biết nữa, làm thử coi đó giờ đi biết còn mua ít lên đi câu à. Tư ăn cơm chưa? Đang nấu vậy hả? Hồi đó bên này ruộng hả? Hồi đó ở ngoài ruộng hả? Hồi đó ở ngoài này là ruộng hả? Ruộng ếch dữ lắm hả? Ruộng đây nè, ruộng có ếch không? Đám này ruộng đất nước ngoài kia, ruộng bên ngoài, ruộng qua ốc ngoài nước kia là mấy thằng em của cậu quy hoạch lấy cái nó bán ăn hết rồi. Dạ đây ruộng này đất này bên ngoài, tôi ở bên ngoài. Chứ con nghỉ thứ hai thứ bảy chủ nhật, thứ bảy nè nghỉ nè, chủ nhật nghỉ nè, thứ hai nghỉ ba ngày thì làm này chứ đồ ăn cho đỡ buồn chứ đồ ăn không biết nó dính hay không thì không biết dính hay không thì mình không biết. Mang một giày á, chiều mượn đôi giày, có giày phải không? Giày Bà Phước có phải không? Bà Phước bên đấy đây à. Chị mới con mượn đâu nha. Mang đồ dài rồi đi đi đạp. Đúng rồi. Ốc chích rồi xì ke nó chích. Xì ke ở ngoài. Chích nhóc xì ke ngoài á, ra ngoài sợ lắm. Cực khổ quá anh em ơi. Đó. Hả? Nãy giờ cực khổ quá à. Nãy giờ làm mà không xong gì hết. Bà cua nấu canh ăn. Bà cua nấu canh ăn luôn. Thất nghiệp rồi giờ. Đâu có từng làm có 3 ngày, mấy 4 ngày à.
không biết có không được. Có cua có hồi đó ếch chứ nó ruộng đó ruộng cắt cỏ không muốn ruộng dày á. Dạ cái thằng kia nó chết ếch đâu nhiều ếch ông nó chết vì điện giật nó chết luôn qua dịch chết luôn chứ ruộng luôn điện giật nó dạ. Làm sao mà chết luôn vụ không mọi người. Mình muốn biết tấm cầu tấm hội vụt trơn à. Này hết pin. Chào. Bây giờ tới chiều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi cắm câu ếch nha mọi người. Cắm thử coi nó có dính hay không nha mọi người. Đây dụng nước nè. Bây giờ mình sẽ cắm hai cần rồi nhưng mà không có ai quay cho mọi người. Mình sẽ quay xương cho mọi người coi cái là đây. Cắm rồi đây nè mọi người, nè. Móc mồi rồi để đây. Đó. Giờ mình sẽ cắm vòng cái hồ này vài cần coi. Có ếch không nha mọi người. Đó. Bên đây mình vừa mới cắm xong cần nữa nè, đó. Bây giờ trong quá trình mình cắm câu á chẳng có ai quay hết trơn á, mình cấm rồi ngày có gì mình sẽ review sau nha mọi người. Mọi người đón xem video tiếp theo nha, để mình chuẩn bị rồi mồi ra mồi đang tiếp theo luôn rồi. Đó, câu mình lấy thêm cái ca để mình móc sình, mình sình đây ghê quá mình không dám móc mọi người ơi. Móc này kia nọ sợ miễn hay là kia nọ nó trong này sao. Thôi bắt đầu mình đi cắm câu nha mọi người. Đây mọi người, đây cắm xong rồi đó. Đây mình cắm tới đây rồi mọi người. Đây móc mồi cắm nha, mình sẽ cắm hết cái thung lũng này. Nó thung lũng này nó sẽ đi tròn bọc qua đây, bọc qua đây mọi người, bọc qua bên kia. Mình bữa nay mình sẽ cắm thôi. Đây mình cắm nãy giờ mấy cần rồi mọi người, mà bữa nào mình đi có anh lên là không có ai cầm máy quay cho nên là mọi người thông cảm nha. Đó, giờ cái thung lũng nè, nó nước nè, nước dữ lắm, cá quá trời vậy này luôn, không biết cá gì luôn nữa mọi người. Rồi cuối cùng trời cũng đã tối rồi mọi người ơi, mà mình cắm không có hết câu, tối rồi. Mình cắm vòng cái ao này cái còn lại 17 cần. Còn nội thải là 44 cần. Mà giờ mình cắm xung quanh cái ao này nè mọi người. Nè. Hồi nãy mình đi đây mình đi cắm vòng qua đó. Vòng qua đó, vòng lại đây. Thì tối luôn rồi, không kịp mọi người ơi, còn mấy cần nữa thì cắm mà. Giờ không kịp. Rồi thôi. Mình đi về nha mọi người. Để sáng mình ra mình thăm thử ra nha mọi người. Đây nè. Đây. Còn mười mấy cần ở trong này mà giờ thu ổ rồi. Tối rồi, thôi mình đi về. Đi về mọi người ơi, tối rồi. Trời tối rồi.
Bây giờ mình đi về đây. Về nha mọi người. Bây giờ mình đi lại kia, mình leo tường luôn. Thôi, mình đi nha mọi người. Đây mọi người ơi, lần đầu tiên mình thu hoạch nha mọi người. Mình đi mới đi thăm mà được một bé à mọi người ơi. Đây. Mình đây, rất vui, mình tắm đã dính một con rồi mọi người. Đây mình đi. Mình đi của mình ơn rồi mọi người ơi. Cho nên khó khăn quá. Dính hết đây. Đây mọi người. Một đâu. Mọi người thấy không? Đó 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 đó. Đó. Nè. Nhảy tụm tụm nè, nè. Nó nó nó. Đó 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 đó. Đây đây đây, chú đẻ. Đó đó mọi người thấy không? Đó. Tắm câu ếch. Thăm xong rồi giờ mình về nha mọi người. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người.